You can see the backyard from his bedroom window. There are rose bushes and a picnic table in the backyard. There is also a white fence that has a gate in it. In the basement, there is a recreation room. This is where we watch television and have friends over to visit. The laundry room is also in the basement. There's a washing machine and a dryer in there. Beside our house... Ơ, lâu quá nhỉ? Chụp đi. Cô đang quay. Đang quay. Năn năn năn. Tắt tắt tắt. Thế giỏi à? Vậy cái tay ạ. Đừng lâu quá, cô nhận à? Tay đây này. Vậy tay ạ. Vậy tay đây, ông để ghen em này ghen em. Vậy tay. Ai ghen cái gì? Envy à? Bắn phải. Đánh cái mông, đánh cái mông. Mẹ cho lên là lỗ mũi. Mẹ đứng rồi, mẹ đứng rồi. Để yên hay nói phẩn. Thằng này nó nhìn nó đuổi nhau đó. Anh không đang quay ạ. Quay như quay video hả? Đúng. Anh sáng đủ không? Mà bật thêm lên. Đủ ạ. Má bật thêm càng tốt. Đây ạ. Đánh mông nữa. Chọi chó. Không phải chọi trâu nữa à. Con này nó đẹp cái là kiểu cái ước nó trắng đẹp lắm anh ạ. Như anh con này có nhiều điểm đẹp mà. Ước trắng rồi huyền đề ở chân. Yêu cũng chịu được vậy nhưng mà đúng ra đậm nhất đủ rồi đó. Đang lên phải chụp với cái ảnh. Chờ một ngày mới đầu cũng không sợ vậy. Thấy một thằng tự nhiên xuất hiện cái gì đẹp đẹp. Bằng cái đầu bây giờ. Bao nhiêu đầu. Tự cho vào túi ni lông được không? Rất là khỏe nhá. Thế hơn con kia là nó thích thức hơn nhưng mà nó rất khôn. Con kia là đáng là nó trung nhập. Sông pha tới bên. Lao vào lòng rồi. Tí có đồ con bỏ lại bao nhiêu xem nhá. Tất nhiên, 2 phút rồi đấy. Nào, đánh nhau nữa không Mino? Đánh nhau nữa hả? Đánh nhau nữa cái họ. Ôi chụt 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 chụt. Bố 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 lên trèo lên bố đây. Ui, nhanh thế. Quay tiếp này, quay từ nãy giờ rồi. Ôi chụt 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 chụt. Tụi chán chưa? Ui ui. Cái thằng nhảy à? Tạt 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 tạt. Nhảy cái nhảy mình chứ. Tạt tạt tạt. Đây đây. Rồi tôi đi. Ơ bình tĩnh mình đi. Chào. Bác cuốn cỡ bóng của Mino hả? Đây bóng đại. Chữ. Chấm mới chẳng dứt để yên nào. Chào. Bị Mino hoành hàm cuốn. Có mệt không? Ôi trời.
nhảy bóng nhảy. Vâng. Nga. Nhẹ nhàng nhạc. Cái tay, cái tay này. Nắn nhanh, nắn nhanh. Ai đọc. Sượt hết cả chân rồi. Vâng, tắt một cái. Thôi nhá, chủ nên chơi nhá. Không chạy chó tiếp đi. Hai mắt cháu ở đây ạ. Telephone ring. Mấy giờ à? Ơi. Điện thoại vô đó. Bóng này mới nóng. Bác ở trên bóng ở chỗ rồi. Cái mông hơi. Cái mông. Đâu, đừng tắt. Khỏe đấy, có phải dòng số đề bên ba bông hồi xưa không đấy? Đúng rồi thì thôi nhá, xin em mất thời gian nhá. Chào. Lừa đảo.
Nhớ là cứ gà mình đánh bọn đèo đông ra cho nó. Câu này em nhận ra lần trước này. Trước đó một lần nó nói một lúc, nó bảo giờ muốn đánh mà đang bị lừa đảo các thứ, đang bị hiếm tiền, giờ anh có anh đánh không? Bố bảo lần trước bố gạ cho chết không à? Mất thời gian. Những cái dạng đấy là một cười. Nó không bị sắp đánh với mình. Wow. Nó thấy mình nhận ra nó bảo vâng ra. Vâng là chết rồi. Nó rách việc. Nhưng mà cho đợi ý đi à. Nó lấy ở cái chắc là trên gì đấy và nhả mặt luôn kìa. Tổng đài với bọn chuyên anh cắp điện thoại thì giỏi lắm. Anh biết được không? Gì đâu, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi, mất thời gian nha, chào. Răng rửa hắn nhỉ lơ. Thế đó. Ai xấu mà. Ui trời. Ai dạ. Chả biết đâu là ai, đúng không? Vâng. Tôi gọi bay bàn, mình lại không nhận số. Rồi mình lắp nhận số cho chú Dũng đã biết đấy. Vâng. Hê. 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 Không, như là chưa đánh cơ. Chiều mới sáng. Thôi bye bye hai đứa. Bye bye Mino nha. Đánh cả chú cả quan được khai luôn. Lạnh đấy, đóng cửa nhé. Hết rồi, nốt rồi. Nó cứ cố như thế thì nào chung gió. À đúng rồi, quay vào phận tay. Không thắng được không? Cái đấy rơi là hỏng đấy. Tạ. Cái gì? Nó nhìn cái này của con lạ, vừa thấy hai con nó đua. Vừa thấy hai con nó đua nhau, nó có một chức năng không? Tí cho bố xem. Tí cho xem. Xoay được gương luôn. À, tí nó đe xì là gương. Không, biến luôn, nhìn luôn, nhìn luôn mặt mình. Thế này. Nó tách camera trước ấy, cho camera làm lúc mình nhìn vào đây à? Mình nhìn đấy, mình nhìn luôn mình trong gương. Ôi trời trời trời. Chớp cái thời điểm có. Nói chung là con biết nó đẹp. Nó cứ đứng này. Hai đứa đứng ngang nhau. Nó đùa nhẹ nhàng thôi. Nó đòi ăn đấy. Nhìn nào. Nhìn nào. Cút.
vào tối mùng 2 tháng 4, Liên hoan dân ca Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ 2011 tiếp tục với đêm sơ khảo thứ hai. Trong đêm diễn tối hôm qua, Thanh Hóa, Quảng Bình và Hà Tĩnh tiếp tục giới thiệu đến khán giả những điều bất ngờ và sự phong phú trong bốn bộ văn nghệ dân gian của mỗi địa phương. Mở đầu đêm diễn thứ hai, đoàn Thanh Hóa trình diễn ba tiết mục Hà Cao Trường của những cầu kinh, Hà Trung dân tộc Mường và Hà Cao Viên của người Hồng Kông. Tiết mục Hà Cao Trường bài Ngài Say nổi tiếng của Tản Đà gửi gắm tình cảm thiết tha, nàng ân tình, đoàn chủ nhà Hà Tĩnh với năm tiết mục trình diễn là kết quả của quá trình nỗ lực sưu tầm truyền dạy bảo tồn những di sản văn hóa dân gian phong phú và đặc sắc. Ow. Đau đau. Đặc biệt, một nhà ca trù của đàn cất lên làm thay đặt lòng người, do ca nương Cao Thị Phương Lan chỉ mới 18 tuổi trên bài, đã cho thấy sự nỗ lực thế hệ, trong điểm gì gì cũng và những nhạc đặc trưng của từng vùng miền của dân tộc, của từng... đánh tiếp đi còn quay chứ. Rõ ràng.